Vâng, tôi có Trung Kiên xin gửi lời chào đến tất cả anh chị mình đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì ở bên cơ sở tôi có Trung Kiên vừa hoàn thành xong một tác phẩm, một bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ được chế tác trên phôi gỗ cẩm vàng và hàng liên khối anh mình nhá. Và bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ này với chiều cao là 1,5 m, đường kính trung bình là 50, được chế tác trên phôi gỗ cẩm vàng hàng liên khối. Đấy, chị mình có thể nhìn thấy cho em bộ ba Tam Đa này rất là đẹp và cân đối rồi nhá. Và mới chị mình cùng thưởng lãm đường vân chất gỗ cũng như màu sắc của ba Tam Đa này. Trong phong thủy thì bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ này đấy, biểu trưng cho tất cả những gì mà con người chúng ta đều mong muốn về sức khỏe, tiền tài, tài lộc và bình an. Đầu tiên chị mình có thể thưởng lãm diện mặt cho em ba cụ. Đây là cụ Phúc thì mình này. Trên tay cụ bế một em bé, biểu trưng cho sự phúc rất là êm ấm này, gia đình con cái đều về mọi thứ. Và tất cả những cái tà áo bên dưới được tỉa to rất là tỉ mỉ và mềm mại như mình nhá. Đường vân hay là màu sắc của dòng cẩm vàng này đều hoàn toàn tự nhiên. Bên em chỉ sơn PU một lớp sơn bảo vệ gỗ thôi. Còn những đường màu sắc và đường vân đây đều hoàn toàn tự nhiên. Đấy, chị mình có thể nhìn thấy diện mặt này. Đấy, vô cùng hoan hỉ và phúc hậu đúng không ạ? Những bộ râu được tỉa to rất là kỹ lưỡng, hay là những chiếc mũ của cụ thì làm rất là tuyệt vời. Đấy, màu sắc cũng tương đối là ok. Và sang tác phẩm thứ hai. Đây là cụ Lộc mình nhá. Trong bộ ba Tam Đa thì cụ Lộc luôn luôn được chế tác lớn nhất. Cụ Lộc thì biểu trưng cho mang nhiều đến tiền tài. Đấy, và tài lộc cho mình ạ. Bên tay phải cụ là cầm những thỏi tiền vàng, và bên tay trái đây là cầm một chiếc gậy như ý, mong muốn tất cả mọi thứ công việc hành thông thuận lợi, tiền vào thì như nước anh mình nhá. Đấy, chị em nhìn thấy cho em này, trước ngực của cụ thì có khắc một chạm trổ một chú long, một con rồng lổi mình ạ, rất là đẹp. Từ những tà áo này đấy, làm những rất là vô cùng mềm mại anh mình nhá. Các bác nhìn thấy cho em này đấy, rất là lâu công, rất là tỉ mỉ, chặt tỉa tỉ mỉ từng chút một đấy, và đặc biệt là những đường vân hay là chất gỗ của cái dòng cẩm vàng này vô cùng tuyệt vời. Đấy, anh chị mình nhìn thấy là về cho em trên diện mặt này, những cái gò má này nó có những đường vân và đường xoáy trên ốc rất là đẹp của dòng gỗ cẩm vàng này, thiên nhiên ban tặng cho dòng gỗ này. Và sang cuối cùng là cụ Thọ. Đấy, cụ Thọ thì biểu trưng cho sức khỏe, trường thọ với thời gian. Đấy, tất cả những gì chúng ta mong muốn trong cuộc sống thì đó là bộ ba Tam Đa này nó sẽ tái hiện ra tất cả. Đấy, anh chị mình nhìn thấy cho em. Đấy, cũng tất cả những cái vạt áo này đều vô cùng tuyệt vời. À, bên tay phải của đây thì được chế tác là một quả đào tiên. Đấy, vô cùng căng tròn ở những cành đào, những bông hoa đào này. Ở bên phải đây là một cây thiền trượng, và bên trong có chứa một bình hộ hồ lô hay là gọi là linh đơn hay là thuốc trường sinh mình nhá. Đấy, các bác mình cùng nhìn ngắm lại cho em. Và đặc biệt đây trên trán cụ cái vùng quả xoáy này thì rất đường vân rất là nhiều, chi chít kín mít luôn. Đấy, anh chị mình cùng nhìn lại diện mặt, ngắm nhìn cho em diện mặt của ba cụ Tam Đa Phúc Lộc Thọ này. Đấy, các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến anh chị mình bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ vô cùng tuyệt vời, được chế tác trên phôi gỗ cẩm vàng. Và em nhấn mạnh là đây là hàng liền nguyên khối nhá, cam kết 100% hàng liền nguyên khối. Và trước khi để kết thúc video này thì em xin giới thiệu một chút về cơ sở bên em. Bên em là xưởng thổ gỗ Trung Kiên, nằm tại làng nghề mộc cổ truyền Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, với số điện thoại rất là quen thuộc 0835776688. Và anh chị mình thấy video là hay thì hãy để lại cho em trai một nút like mình nhá. Và em trai xin chào, hẹn lại anh chị mình.